Hello mọi người nhé, thì tiếp tục cái đi xe máy tại nhà của mình nhé. Thì hôm nay mình gặp cái tủ lạnh là gì đây? Daewoo tủ này, tủ Daewoo mình chưa nhìn kỹ nữa, nghe theo mẫu mã tủ Daewoo. Thì cái trường hợp này khách gọi là tủ lạnh là mình cắm điện vào nhưng mà nó không lạnh. Thì như kiểm tra ban đầu thì mình thấy quạt không quay này, thợ của mình sửa luôn thì ra. À, gì ấy? Ốc đây này. Con này trong đấy chưa ra sao ấy. Ui giời. À, cái này nó bị kẹt đến quạt thôi mọi người ạ. Mình chìa rất là nhanh các bạn ạ. May mà chụp nhạc không có nhạc. Đây đây. Hai con. Một con rất đó sao đây. Mình chìa rất là nhanh. À, cái này thì quạt nó chỉ bị bình thường là quạt không quay thôi. Mình giải bài kẹt. Quay ngay. Thợ mình dùng nội công. Cái này bị kẹt đánh quạt, như chủ nhà nói thì người ta đi 3 tháng không cắm điện, rồi người ta cắm điện lại thì không lạnh. Thì trước tiên đấy thì mình quạt không quay này, nó bị kẹt thì thợ mình vừa để ba nó quay rồi. Bây giờ không, chúng ta cắm lại thì lốc nó không chạy luôn được. Em thử giữ cái quạt lại xem, giữ ở giữa ấy. Lấy tay giữ được mà. Rồi thả xem. Thôi lắp lại đi. Được rồi đấy. Cái này chỉ bị hiện tượng là kiểu lâu nó không xài thì cái cốt của cái quạt này nó bó lại, nó không quay được thôi. Thì cái này thì mình để 3 phát là được rồi. Tí em vặn cái nấc ở trên nhỏ nhất nhá, cho gió nó xuống cao nhất. Đó. Thì vặn như vậy thì gió nó xuống nhiều nhất. Kiểu như chia gió ấy. Vặn về hướng min ấy thì cái gió nó xuống gần dưới mạnh nhất. Mát cái tốt cái tủ. Đối với tủ này thì lắp lại được thôi. Trường hợp này khá là nhanh. Thì tất nhiên không phải tủ nào mà không lạnh thì bị hư cái này hết. Nhưng mà đây là một trong những cách. Thì quạt ở trên mà nó không quay thì nó không lạnh đâu. Tại vì quạt nó thổi cái hơi lạnh ra ngoài mà. Đây là cách mình kiếm tiền nhanh nhất thì không phải bỏ. Đói quá. Ngày trưa đói quá nên thôi, cái này mình sửa nhanh mình về thôi. Khách mình đến nhà khách nhưng mà khách chẳng có nhà, người này ở gần nhà mình ấy, khách quen ấy. À, ok, cái này thì mình bỏ đồ lại cho người ta này. Tủ lạnh mà bình thường như này thì có quạt gió ở trong này này. Cái tủ mà đời tủ có quạt gió nhá. Nói tủ đời xưa nhiều tủ không quạt gió. Không, mình không nói. Mà quạt nó không quay thì nó sẽ không lạnh. Cái này thì nó bị đơn giản này thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Chào mọi người.